Vâng, xin chào quý anh chị. Em là Tuấn đến từ nhà đất Gia Lai. Hiện tại em đã có mặt tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉ Khiêm mới, tọa lạc tại đường Hai Bà Trưng, tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Một ngôi trường rất chi là khang trang và họa rất rất chi là đẹp. Vâng, như quý chị thấy, một ngôi trường rất chi là khang trang. Và đây là cái con đường mà để đi vào trường trung học. Đối diện đây là đường Hai Bà Trưng. Sau đây nhà đất Gia Lai xin giới thiệu với quý chị một cái lô đất thổ cư nằm trên trục đường Hai Bà Trưng. Và đây là đường Hai Bà Trưng ạ. Con đường Hai Bà Trưng này thì mới được hoàn thiện cách đây một năm, và trong năm 2020. Cái lô đất mà nhà đất Gia Lai xin giới thiệu với quý chị là nằm trên trục đường Hai Bà Trưng và cách trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉ Khiêm khoảng 200 m. Xung quanh hai bên đường Hai Bà Trưng thì dân cư ở rất chi là đông quanh nha quý anh chị. Hiện tại em đã có mặt tại đường Hai Bà Trưng. Vị trí em đứng thì cách trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉ Khiêm mới thì là khoảng 200 m. Và đây là cái vị trí của cái lô đất mà hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị ạ. Lô đất của chúng ta thì có mặt tiền đường, mặt trước tiền đường là 6 m, chiều sâu là 26 m và nở hậu là 6,3 m nha quý anh chị. Lô đất của chúng ta thì là có hướng là đông bắc nha quý anh chị. Vâng. Đây là tổng quan cái khu dân cư cũng như là cái cơ sở ở tầng tại khu đường Hai Bà Trưng này ạ. Cơ sở ở tầng ở đây thì cực kỳ phát triển. Trước mặt cái khu đất của chúng ta thì có một cái trung tâm Anh ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và sinh viên nha quý anh chị. Cái lô đất của chúng ta thì cách cái bệnh viện Chư Sê cũng như là công viên văn hóa Cà Pa Cơ Lơng là khoảng 500 m về hướng này nha quý anh chị. Cái lô đất này thì rất chi là thích hợp đối với các anh chị em nào có nhu cầu là làm kinh doanh các sản phẩm liên quan đến học sinh và sinh viên, hoặc là có thể là để cho con em học tập tại vị trí này thì cũng rất chi là thuận lợi ạ. Vâng, mọi thông tin cần quan tâm thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với nhà đất Gia Lai hoặc là thông qua số điện thoại là 0868 02 1102. Vâng. Để chúng ta xem lại lần nữa tổng quát cái khu dân cư của cái đường Hai Bà Trưng ạ. Một vị trí rất chi là thuận lợi. Và sau đây em xin kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.